Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 28 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Mục tiêu của nghị quyết tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn. Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ngày hôm nay cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 10.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.800 người và bị thương hơn 6.900 người. So với 11 tháng đầu năm 2021, sau vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ về thực hiện an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú tại cơ sở giáo dục. Hiện các trường học đều có quy định, đại diện phụ huynh học sinh cùng tham gia giám sát an toàn thực phẩm để đảm bảo bữa ăn bán trú cho các em học sinh, ghi nhận tại các cơ sở giáo dục tại Hà Nội. Tình trạng buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới Tây Nam luôn là thách thức lớn trong công tác chống buôn lậu của lực lượng hải quan. Đặc biệt dịp cuối năm, vấn nạn buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp, tinh vi. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng buôn lậu thuốc lá liều lĩnh bất chấp sự kiểm tra gắt gao của các cơ quan quản lý nhà nước, ghi nhận tại tỉnh Long An. Cũng liên quan tới nội dung trên, thời tiết Hà Nội hôm nay đã dần chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất là 21 độ C. Đồng thời khu vực duy trì trạng thái âm u và mưa dông. Nhiều người dân ra đường ngày hôm nay đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của thời tiết và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ứng phó với đợt lạnh được dự báo là lạnh nhất từ đầu mùa vào ngày mai, mùng 1 tháng 12. Ghi nhận của phóng viên VTC 14. Trong sáng nay ngày 30 tháng 11, đường số 30 đoạn trước chung cư 4S Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang ngập nước do sự cố vỡ cống gây ngập nặng khu vực này từ đêm 29 tháng 11. Đến trưa nay khu vực này vẫn ngập sâu khiến nhiều ô tô chết máy do bị ngâm nước không thể di chuyển. Thưa quý vị, đất ngập nước đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tác động của biến đổi khí hậu. Với thảm thực vật đa dạng, các vùng đất ngập nước trở thành bể chứa carbon hiệu quả. Thế nhưng các vùng đất ngập nước vốn nhạy cảm lại rất dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi phải có các giải pháp hiệu quả để bảo vệ các vùng đất trước các tác động này. Thưa quý vị, trưa nay ngày 30 tháng 11, một vụ cháy xảy ra tại kho phế liệu trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Thưa quý vị, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết đã xác định được cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh khiến 10 học sinh ngộ độc thực phẩm vừa qua. Đáng chú ý, phát hiện hàng loạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh này. Sáng nay ngày 30 tháng 11, ngày thứ ba xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm và đề nghị mức án đối với 8 bị cáo tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng xuống do dịch bệnh COVID-19, gần đây một số phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài lại tái xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hành nghề khám chữa bệnh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tố giác hành vi vẽ bệnh của các phòng khám tư nhân. Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ nay đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị toàn ngành chủ động nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, đồng thời tăng cường nhiều hoạt động nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng ngừa, triệt phá với các loại tệ nạn tội phạm. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm trên địa bàn thành phố Hà Nội, mới đây Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã mở đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông, đồng thời thường xuyên ứng trực phân luồng, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại thuận lợi dịp giáp Tết. Thưa quý vị, mua bán xăng nhựa và tự ý cải hoán, nguyên nhân khiến cho nhiều tàu cá của ngư dân ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không đảm bảo giấy tờ khi hoạt động trên biển. Đồn biên phòng Bình Thạnh phối hợp với ngành thủy sản vận động ngư dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 11, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cựu lãnh đạo nước này, ông Giang Trạch Dân đã qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Giới chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đang pháo kích tất cả các khu định cư dọc bờ Tây sông Dnieper, bao gồm thành phố Kherson. Hiện chưa ghi nhận con số thương vong trong các vụ tấn công mới. Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng hai nước ứng cử viên gia nhập là Phần Lan và Thụy Điển
đã kết thúc ngày nhóm họp đầu tiên tại thủ đô Bucharest của Romania với chương trình nghị sự chủ yếu về nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine. Theo thông báo được đưa ra sau ngày nhóm họp đầu tiên, các ngoại trưởng NATO cam kết tăng cường hỗ trợ cả về chính trị và thực tiễn cho Ukraine trong thời gian lâu nhất có thể. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa cho biết hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START giữa nước này và Mỹ vẫn có hiệu lực, mặc dù thiếu hoạt động thanh sát giữa hai bên và Moscow đã hủy các cuộc thảo luận của Ủy ban hỗn hợp trong tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội can thiệp để ngăn chặn một cuộc đình công đường sắt được dự đoán sẽ xảy ra sớm nhất vào ngày 9 tháng 12 tới. Ông đồng thời cảnh báo về những hậu quả mà nền kinh tế phải gánh chịu nếu ngành đường sắt ngừng hoạt động. Các đội cứu hộ tiếp tục dọn dẹp bùn đất và đống đổ nát trên hòn đảo nghỉ dưỡng Ischia của Italia sau trận lở đất chết người vào cuối tuần qua. Một số nguồn tin cho rằng thảm kịch lở đất trên là do hoạt động xây dựng trái phép. Cảnh sát châu Âu Europol thông báo họ đã triệt phá một siêu băng đảng ma túy khổng lồ, kiểm soát 1/3 hoạt động buôn bán cocaine của châu Âu. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga vừa tuyên bố sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu kể từ ngày 28 tháng 11 tới đây, bằng cách hạn chế lưu lượng khí đốt tại một tuyến đường ống dẫn chạy qua Ukraine. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, Iran đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA về việc bắt đầu làm dầu urani ở mức tinh khiết 60% tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow bằng cách sử dụng máy ly tâm IR-6. Đây được coi là lời đáp trả của Iran trước nghị quyết mới mà IAEA vừa thông qua tuần trước. Bước đi này khiến Mỹ và nhiều nước châu Âu phải lên tiếng quan ngại. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hối thúc EU đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga, đồng thời có các biện pháp để phá hủy khả năng sản xuất tên lửa mới của Nga. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày 25 tháng 11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đang có chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với Cuba, đồng thời củng cố hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Visegrad gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary ở Slovakia ngày 24 tháng 11, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định Hungary chắc chắn sẽ chấp thuận việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào đầu năm 2023. Sau nhiều tháng, Ủy ban châu Âu EC cuối cùng cũng đã đưa ra đề xuất về giá trần khí đốt. Tuy nhiên, trong cuộc họp Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu-EU ngày 24 tháng 11, đề xuất này đã bị các nước thành viên chỉ trích và bác bỏ. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục nghiêm trọng, EU vẫn loay hoay trong bài toán tìm giải pháp để hạ nhiệt giá khí đốt đang tác động mạnh tới nền kinh tế khu vực. Ngày 24 tháng 11, tỷ phú Elon Musk, ông chủ mới của mạng xã hội Twitter, thông báo nhiều tài khoản Twitter bị khóa trước đó sẽ được khôi phục sau khi kết quả thăm dò ý kiến của người dùng cho thấy đa số ủng hộ động thái này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố mục tiêu tối cao của Triều Tiên là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất trên thế giới. Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Trung Quốc, bà Thái Anh Văn đã từ chức Chủ tịch Đảng Dân Tiến DPP cầm quyền, đồng thời tuyên bố nhận trách nhiệm về kết quả của đảng này trong các cuộc bầu cử địa phương. Pháp và Đức có hàng loạt cuộc gặp và tuyên bố nhằm sưởi ấm lại quan hệ song phương sau nhiều trục trặc trong thời gian qua, đặc biệt về vấn đề năng lượng và quốc phòng. Mới đây, một thỏa thuận đoàn kết năng lượng vừa được Đức và Pháp ký kết nhân chuyến thăm Đức của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne, nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết và tình hữu nghị giữa hai đầu tàu kinh tế của Liên minh châu Âu-EU. Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã khiến cho ngày hội mua sắm thứ sáu đen Black Friday lớn nhất tại Mỹ không còn nhộn nhịp như trước, nhưng riêng thành phố Bloomington, bang Minnesota thì lại khác. Mùa mua sắm cuối năm đang đến, nhưng thế giới vẫn đang chật vật trong cơn bão giá. Khái niệm mua đồ dùng lại ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là những sản phẩm xa xỉ. Nhiều công ty đã đi theo xu hướng thương mại ngược để đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm khi hầu bao khách hàng có phần kém sủng dịch.